Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Chị Linh sinh ngày 3 tháng 4 năm 1942 là nam ca sĩ người Chăm nổi tiếng, đồng thời là nhạc sĩ với bút danh Tú Nhi và Lưu Trần Lê. Ông nổi danh từ thập niên 60 và được xem là một trong bốn giọng nam nổi tiếng nhất của nhạc vàng thời kỳ đầu. Tứ trụ nhạc vàng với bốn phong cách khác nhau, ba người còn lại là Duy Khánh, Nhật Trường, Hùng Cường. Danh ca chỉ Linh sinh ra và lớn lên tại Phan Rén, địa phận gần Phan Rết, nay thuộc xã Phước Hữu, Ninh Phước, Ninh Thuận. Ông sinh ra dưới hàng Pháp thuộc, nên từ nhỏ ông đã theo học chương trình Pháp. Bố của ông qua đời khi ông còn 4 tuổi, nên cuộc sống gia đình khó khăn. Năm 1960, danh ca Chí Linh bắt đầu theo đuổi sự nghiệp âm nhạc của mình. Năm 1962, ông theo đoàn hát Biệt Chính, Biên Hòa và vì được hát lương cũng cấp cao. Đi cùng ông có thêm Châu Kỳ và Trúc Phương. Đến năm 1964 thì đoàn hát này tan rã. Ông đã chuyển sang làm tài xế chở đá. Làm việc chung với ông còn có thêm nhạc sĩ Bằng Giang. Có con đường sự nghiệp thành công như danh ca Chí Linh, cùng được danh là nghệ sĩ có nhiều vợ nhất làng giải trí Việt. Ông có 4 người vợ và 14 người con, trong đó 7 con trai, 7 con gái. Mới đây trong chương trình Trời Sinh Một Cặp Thí Sinh Lệ Thi bất ngờ lộ mình và con ruột của Chí Linh. Việc cô chia sẻ về cuộc sống không cha và sự đổ vỡ hôn nhân của thản thân ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Nhiều người cùng không khỏi tò mò về đời sống riêng tư của chị Linh. Kết hôn từ năm 22 tuổi, nhưng chị Linh và người vợ cả chỉ sống trong 4 năm, hai người có chung 5 con. Tuy nhiên điều đáng chú ý nhất ở đây là sau khi chia tay người vợ đầu, danh ca này lại cưới chính người em gái ruột của vợ cũ. Bản thân chị Linh không cảm thấy xấu hổ vì việc ông từng lấy chị cả lần em vợ của mình. Ông phát biểu mọi người đều cho rằng đây là chuyện hy hữu, nhưng nếu xét theo quy luật tình cảm, tôi thấy bình thường tôi sống chung với gia đình vợ cả, gặp gỡ với em nhiều nên tình cảm nảy sinh từ sự gần gũi. Khi xảy ra những chuyện không hiểu nhau với người vợ đầu, tôi có em vợ là người chia sẻ với chúng tôi yêu nhau. Đặc biệt cuộc hôn nhân thứ hai của ông chỉ còn vòn vẹn 3 năm. Tưởng chừng sẽ tìm được hạnh phúc để lâu dài với người thứ ba, nhưng vợ này của ông không may bị hen suyễn rồi qua đời. Chính vì điều này mà ông luôn thời bây giờ cho rằng chị Linh chính là nguyên nhân khiến vợ tìm đến cái chết. Ngày ấy thiên hạ đồn đại nhiều lắm, người ta nói tôi có nhiều đau quá. Muốn biết vợ, người ta có nói phụ nữ trước của tôi dồn ép nên cô ấy không chịu nổi. Nhưng lúc đó tôi chỉ cần một người trong gia đình hiểu tôi. Người ngoài nói sao cũng được, nam danh ca nói. Đến năm 1975, Chí Linh lần thứ tư cưới vợ, lần này cô lên xe hoa. Đến năm 1975, Chí Linh lần thứ tư cưới vợ, lần này ông lên xe hoa cùng Vương Nga, một cô gái 18 tuổi. Đây cũng là người phụ nữ ở bên ông lâu nhất và luôn sát cánh bên ông trên con đường nghệ thuật. Sở hữu một đời tư giác, rồi khi có nhiều vợ, nhiều con, nhưng chị Linh cho biết ông cảm thấy biết ơn những người đàn bà đã chung sống và sinh thành, nuôi dưỡng ra những người con của ông tự hào. Mới đây chia sẻ trên TVC, danh ca chị Linh đã tiết lộ di chúc. Nam danh ca đã viết di chúc và quyết định để lại tài sản của mình cho khán giả, cho một quỹ từ thiện nào đó mà không phải 14 người con. Tôi đã làm di chúc rồi, tài sản của tôi, từ đồ dùng nhất đến mới nhất, kể cả việc âm nhạc, sẽ được dành cho khán giả. Tôi không muốn một nhà lưu niệm nhỏ tại Việt Nam nơi khán giả có thể tìm đến để nhớ về tôi. Và giá trị từ kỷ vật ấy sẽ dành cho quỹ từ thiện nào đó, danh ca Chí Linh cho hay. Nam danh ca Chí Linh đặc biệt là những nghệ sĩ đào hoa nhiều vợ và nhiều trong showbiz. Mặc dù sở hữu tình thương lồng lẫy, nhưng Chí Linh lại rất kiệm lời. Khi nói về vấn đề này với ông, là một nghệ sĩ hay để lại quan tâm đến các tác phẩm nghệ thuật của mình chứ không phải đời tư. Cho đến nay, danh ca Chí Linh có 4 người vợ và 14 người con. Người vợ thứ tư hiện tại của danh ca Chí Linh là bà Vương Nga. Ở cuộc hôn nhân thứ tư này, Chí Linh đã tìm thấy sự mãn nguyện
và muốn gắn bó suốt đời với bà. Vì vậy mà Vương Nga phải trở thành người phụ nữ sống lâu dài nhất và là một người phụ nữ cuối cùng bên ông Hoàng Nhật Chén Chị Linh. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật tại hải ngoại, những năm gần đây danh ca Chị Linh thường xuyên về Việt Nam biểu diễn và được công chúng đón nhận, yêu mến. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh nên thời gian qua, nam danh ca không chạy show tranh thủ nghỉ ngơi tại nhà. Dù ở độ tuổi 80 nhưng danh ca Chị Linh vẫn cống hiến ngưỡng mộ. Vì giữ được phong độ và giọng hát đến ngoại hình, sức hút của danh ca Chị Linh vẫn được không hề giảm nhẹ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.